Hello, xin chào cả nhà, gia đình ẩm thực xin chào cả nhà. Hôm nay mình có nấu bún đậu mắm tôm nha cả nhà. Đây là bún nè cả nhà. Đấy à, bún. Bún này có hai loại cả nhà, loại tròn, loại vuông. Đây mình có bánh tráng, cả nhà bánh tráng nè cả nhà. Đây là tàu hũ. Rồi đây là rau sống lát mình ăn kèm nè cả nhà. Cái này là lát mình làm tỏi, ớt, bắp, lát mình làm mắm tôm nha cả nhà. Đây mình có mua chai mắm tôm. Đây là thịt luộc nha cả nhà, thịt luộc ba gọi. Còn đây là món tủ mình đang chiên nha cả nhà ơi, nhỏ em mình đang chiên nè, hấp dẫn nó thơm mùi tủ chiên quá cả nhà. Đây là mắm tôm nha cả nhà. Đây nãy mình quay mình nói bây giờ có người quay rồi cả nhà ơi. Mắm tôm thì mình ăn tắt vô nè cả nhà, tắt cái dĩa hộp đi cả nhà ơi, để lên ăn chết. Cho bột ngọt mà, cho miếng bột ngọt luôn cả nhà ơi. Đường nha cả nhà, mình cho đường nhiều nhiều nha cả nhà ơi, ăn theo quý vị cả nhà, thì ít nhiều theo số lượng của nhà mình nha cả nhà. Đây là mình tỏi thôi nè, tỏi băm sẵn này nè cả nhà, ớt nha cả nhà. Ớt nó sò tí cay có người ăn được không? Đây mắm tôm của mình đây, mắm tôm Chí Hải đàng hoàng nha cả nhà. Nó Chí Hải nó không kêu mình quảng cáo đâu mà tại mình mua đó. cái này chế cho người chắc đẹp lắm mà, thơm luôn, thơm cay cả tình luôn. Chắc chiếc này Chí Hải tài trợ vô bà luôn rồi. Ăn loại mắm tôm luôn. Ăn loại mắm tôm luôn cả nhà. Ăn bún mắm những tí thấy ngon. Thơm không? Thơm thiệt mà cả nhà thấy không, mình quậy cho tan đường ra. Cái rồi mình ăn thêm, nếu mà mặn thì mình thêm đường, thêm cái gì tắt của mình vô nha cả nhà. Đó mình quậy nêm nếm và vừa ăn theo quý vị cả nhà mình nha cả nhà. Cái này là nói chung là cái mắm đậu này cũng dễ làm á cả nhà, nó cũng gọn lắm. Rồi xong mình luộc thịt với ấy nữa, nhà mình bữa nay là ăn cũng đơn giản lắm cả nhà. Thịt luộc với tàu hũ không, nên mình ăn nhà mình ăn chay có tàu hũ nữa. Đây xong nó ăn chay thịt luộc mà thôi. Rồi thịt mình đã chín rồi cả nhà, thịt chứ cái ra mình để ngâm nước nguội giờ mình sắc ra cả nhà. Nè tàu hũ mình chiên cũng xong rồi cả nhà, sắc ra mình ăn cả nhà, nó đau bụng dữ rồi, không hổ luôn, nóng ghê rồi, có đường mình muốn. Rồi cả nhà, đã có món mình đã xong rồi cả nhà. Mà cả nhà dùng bún đậu mắm tôm với gia đình mình nha. Đây mình cuốn nè, bỏ miếng rau vô cả nhà. Không, không chị không có chán cơ. Đây, cái bún đậu của mình tới hai loại cả nhà. Nó có loại tròn mà mình ăn. Sôi nó luôn. Nó tính nó còn tròn rồi sao? Đây, tròn ngon hơn. Tròn cũng ngon rồi. Cho miếng thịt vô. Ủa cái này cái nó cái miếng này nó to quá nha. Đây, chán rồi. Ừ. Ăn đi mấy đứa. Mà cả nhà nha. Xin cái đậu. Ngon quá nhờ. Nói chung á là nhà mình á ăn là chỉ có thịt ba gọi với đậu hũ thôi cả nhà. Không có ăn thứ nhiều thứ như người ta. Mình bữa nay ăn có hai thứ như vậy thôi. Mà cả nhà ăn miếng đậu hũ cũng tâm nha. Ủa? Ăn cuốn thì mới ngon. Mà cái nhà dùng. Chạy nha. Ngon quá cả nhà, ngon quá nhà. Cười quá. Nói chung là ra quán á, người ta ăn á mình đủ thứ hết cho cả nhà. Tại vì có em mình nó mua
Rồi, chào mọi người. Đơn giản rồi đây nha. Chấm chốn mà. Ăn liền luôn, mặt ra cái hẹ. Ăn này có hẹ. Đó chín chốn cả nhà, nhà anh lộn mặt nó ra kìa. Cái món này lần đầu tiên ăn đó mọi người. Ăn đi. Mà thử đi. Người ta bán mấy lần trước nó mở tiệm công lắm á. Cái này là ăn đủ thứ chứ có đủ ta heo nè. Đủ chả cốm. Đủ cá nữa nha. Mà nhà chung với nhà mình ăn đơn giản rồi nha. Điều trường nữa rồi nha. Nói chung không có tiền món đại gì. Hết tiền. Ở nhà nhớ ủng hộ gia đình mình có tiền mình ăn nhiều nhiều tiếp. Rồi nem chua nữa. Một tạ cái gì? Cả nhà thấy có ai ăn mà có miếng này đọc lạ biết là tím này bỏ nguyên miếng này vô luôn hả? Nó miếng nhỏ mà cái gì đâu mọi người nha mọi người, ăn chung như mình lần đầu tiên mình ăn coi thứ không biết sao luôn mọi người. Ăn đi mời mọi người nha. Đủ không? Mới nóng ở nhà chưa ăn được giòn không? Con có muốn không? Ăn chiên không? Đâu có không? Ngon, ngon bún đoạn. Bún đoạn ấy quên. Bún đoạn mắm tôm. Bún đoạn ấy quên. Nấu thì nấu biết nào bánh biết nó. Bánh nấu nói đó. Bánh nói dạ mình nói với nhau mọi người nói không ra gì luôn á. Ai ăn cà tím. Nhỏ này thiết kế nè. Có ăn tướng có từ á. Ngồi đó giờ nhà mình đâu ăn món này không? Chưa, có đi ra tiệm ăn có. Mà chưa tự làm. Đó giờ chưa ra tiệm luôn á. Bữa đi ăn hôm qua á. Ừ. Chú là thằng ấy đây nào. Thèm ăn thôi, có biết ăn gì không? Bữa mới đi. Thằng nhà tha. Được không? À, thấy vừa ăn mà chứ không đường không? Không mặn. À, ăn vào bủ rồi mốt cái gì quên, quy trình vài ký này gì quên. Để đường không? Cái nào thôi? Đúng là bây giờ quy cái làm cho ta ăn. Tính mà ăn bình. Đừng biết ăn không nội. Không biết ăn. Có mắm tôm không biết ăn à? Nhận người ta biết nhận người ta không á. Trời ơi. Đó mập rồi. Mở rồi. Ở nhà ơi. Muốn miếng, ăn. Miếng nào cái đó mập rồi, còn gói này nè. Ăn cái miếng béo lắm, hai bên chạy mở luôn. Ngon. Quá ngon. Ê, chụp từ hủ đen quý đã mừng quá. Em phải lắm về để em muốn ngủ hả? Cái gì có thể bỏ qua chứ đâu cũng được, không được. Để mình nghe miếng này hết, mình nói cả nhà nghe. Mình buồn không gài lắm đó nhà. Nói thấu rồi. Bạn nói buồn là biết bạn nói thấu. Em buồn lắm đó nhà thiệt. Bữa nay em lên ăn là em mới làm thử cả nhà nghe nào. Clip mấy lần trước á, mình nó qua lên ăn cả nhà biết không? Thằng quỷ này nó nói xấu. Mình không biết nấu. Mình không biết nấu, bởi em ghép tới bữa nay là không lên, không nấu cho nó ăn, không làm cho nó ăn nữa. Nó ghép không ăn làm lại buồn đúng không? Nó biết ghép không làm cho nó ăn cái nhà. Chị đó bữa bên dân em nói là chị không biết nấu. Không biết nấu. Em đứng ở đây dặn em nấu cho nó ăn luôn. Mà không nấu thì chứ bộ. Mà mời cái nhà nha. Chị tao không lồn. Mới nói nào nó tạt cái mặt mình không nghĩ nào. Ờ, nó nấu xong rồi bỏ vô đó. Em muốn nó nói mình luôn, tạt cho mình. Còn bữa nay ăn cái gì? Bữa nay ăn. Cái gì hả? Món lại. Đúng không? Nói chung là tùm lum món này không phải món cơm mà. Món lẩu tôm. Món này phần bá đạo. Ờ, này gọi bá đạo à, từ lưu không chưa chứ. Bà được chén kia là gì đó? Đồ chai. Đồ chai, tán loạn lên. Cà pháo, ít cà tím. Ê, có nút tắt không? Không có. Quá nước lạnh, nước lạnh nè. Ê, ăn cái này đúng coi, cái gì, nước gì ta? Nước mơ. Nước mơ rồi, đúng rồi. Có đúng không? Kêu Hồng Nam ra. Kêu Hồng Nam lấy chai nước mơ vậy đó rồi. Đúng bài bản luôn. Phần bóc đi. Đúng rồi, bóc luôn. Bóc mọi người, bóc cho nó ngon mọi người. Quá trời luôn, trời nó mua cái này bao nhiêu ký vậy? Ba ký. Cô lên chợ, nhà nó mua hơn 3 ký cái bún này luôn cả nhà.
cũng ăn, ăn tới ngày mai chưa hết nữa cả nhà, em nói thiệt luôn á. Bún này ông ngoài Bắc người ta làm gì hay là vô đây chế là ta ăn gì hay là món này ăn cái bún này hồi đó mình đâu có đâu, giờ mới có. Thì từ ngày chế cũng lỏng tôm lắm đó. Cái này ăn tới ngày mai chưa hết nữa nha. Rồi, nhỏ em mình bán cái tắc ngon mà ăn kèm với này uống này vô ngon lắm rồi. Nước tắc à. Dạ bác. Mời mọi người nha, cặp tắc. Nước tắc đem muốn chặt, muốn tắc uống. Hôm nay bắt ghế sao mà ăn gì vậy? Gà uống không? Uống ngon. Giống ngon. Cái này cũng không đi luôn. Ăn mặc dễ thương. Ăn cái ăn gì? Ngồi suy nghĩ. Nhiều món quá rồi đi. Ăn cô hủ. Con món mà còn cùng suy nghĩ ăn gì? Cả nhà. Giờ mình ăn với bún với gà với tủ không? Hôm nay không có người quay phim mọi người. Mình tự diễn tự diễn mọi người. Quay phim nó ai nó xin nghỉ rồi. Quay phim anh ngồi ăn hay nào? Nó xin nghỉ à? Xin nghỉ đi vô ăn á. Xin nghỉ là người ta là đợi người ăn hết. Ngon lắm mọi người. Lần đầu tiên mình ăn thấy ngon. Cái quần dữ vậy. Sử dụng nó này ăn rồi. Mà thiệt ăn ngon lắm, ngon lắm. Có mắm tôm à. Ngon. Ngon. Em ăn là em mà mặc cái gì bật bật. Chậm chút ăn này không biết rồi. Ngon quá. Ăn này bốn nước rồi nghe lưỡi muốn tôm có nước rồi lưỡi nãy giờ ăn còn ăn cuốn mà cuốn cái này ai ướt mặn quá đi qua cái này nè. Mình ăn á, mình đừng rửa tay. Chắc mà để ngủ con đóng cho lâu rồi. Tỉnh ngủ đau quá. Tỉnh ngủ luôn. Cái mắm này là xuống cả ngày. Thôi đi gặp đối tác rồi đó. Cắt miệng cả nhà. Mít tương tự. Cái mắm này mà. Mít này mít tương tự. Cái mắm này mình nghe cái đã. Mít tương tự á. Con xin muối. Cầm chùm cho cả nhà coi mà. Rồi ra cả nhà nha, một mít cái gì một mít cây mít tố nữ nha. Đưa gọn nó qua đừng đưa đâu. Đâu. À mọi người. Rồi, mời mọi người ăn nha. 10.000 trái cả nhà. 10.000 đúng rồi. 10.000 muối. 10.000 một muối. Trái nhiêu? 1 ký đó 30.000 đó. Không nghĩ ăn luôn đi. Nó nữa bà già ăn nha, không có gan cái nhà cái mắt cổ. Ngoại ăn gì hay cơm tới giờ ăn cơm vô mà ngoại ăn gì thì sao bán cơm ăn ngon anh này dành làm nước cuốn bốn cuốn ngon ngon quá cái mama nó chắc lắm bún là phải bún lợn rẻ nó chắc thì bún rẻ nữa lấy cái này đây con cùi cái này là ăn tới ngày mai chưa hết có cơm có cơm ngày mai chưa hết mai đêm hai xuống ăn mời mọi người nha, này, nước cố nữ nhưng mà không có trên mình dưỡng chưa, chưa ăn chưa lên rồi, lên ngoài bữa nay hả ngọt á, ngọt thơm chợ luôn á ngọt con chồng muốn quỷ quá em nhấn cái dầu táp cái chứ quỷ cái dầu cá da cá mập luôn ngon quá ngon chắc muối 10.000 hả. Rồi 20.000 bỏ trong miệng. Mà trả được 30.000 thôi trời không ăn đâu. 30.000 ký tính đi. Mà ngon. Muốn 10.000 á cả nhà. Dám ăn không? Mà ngon. Mà có ai mua mít như vậy không? Khó kiếm lắm đó. Mà nó ngon thiệt. Bữa nay mình em quên lên cái con muốn không? Nó là hòn cả nhà ơi. Không có luôn. Vậy em bỏ đi Bạc Liêu mang không mấy chục trái rồi được mấy muối. Ừ 20 trái được á, mấy muối á. Đó là bà cô bên đồng cái cây nó cây nó trồng trái nãy này cái em cho biết anh muốn nhiều không đi má nó chửi không đi mày có tiền mình cầm tiền mua mít gì má má con Hải á à. Dũng Dũng à. Mày có tiền mình cầm tiền mình mua mít này không nào chứ đâu chọn bốn trái mà không có được
mà má ông chửi ông rửa hồng cũng giật ông hỏi không đi ông phải ông đây không phải là con chả khách người ta cho à trời anh được mấy muối là anh đỡ em em một bao vậy chưa được chục muối chị ơi ta trái được muối trời ơi thả thiệt á muối quá trời luôn được muối thế hai em quá trời hai hai mấy đâu ngày chiếc cây nó trái ghê ha quá điểm điểm hỏi làm sao rồi đéo cái đéo cây ở nhà mới có muối rồi nó làm hoài ham muối hoài mọi người thấy nhà mình vui không chị em mình vậy không nó còn tưng tưng không à hôm nay clip gia đình mình ở đây kết thúc nha mọi người ơi, mọi người xem thì mọi người ủng hộ gia đình cho gia đình mình nha, nhớ đăng ký và chia sẻ và cho mình một like nha mọi người ơi, mọi người ơi bye cả nhà lắng